Hello mọi người, TQ đây. Các bạn đang tự hỏi rằng TQ, không lẽ ông là bị đuổi ra khỏi nhà hả? Sao nhìn xung quanh lạ quá vậy? Không. Họ không thể nào đuổi tôi nếu như tôi bỏ nhà đi trước. Thôi được thôi, thật ra thì mình đang ở quê ăn Tết nè các bạn. Đó, cho các bạn coi quê của mình nè. Nói chung là cũng khá là yên bình. Một năm chỉ chém lộn hai lần thôi. Nên là mình nghĩ như vậy là tiến bộ rồi. Ngày hôm nay xung nhau còn một video có tên là Mất điện thì quẩy gì? Nhiều năm về trước, khi các trò chơi dân gian còn thống trị mọi bảng xếp hạng thay vì các trò chơi điện tử. Có ba trò nhân gian chính nè. Thứ nhất á là trốn tìm, thứ hai á là tạc lon, và thứ ba là nhà ai nấy về mỗi khi bị mẹ ganh. Sao tự nhà mình bị mấy con chó nó kiểu nó đứng trước cửa kìa, bạn thấy không? Tôi nghĩ tụi nó là gián điệp của hàng xóm các bạn ơi. Trời, sao nó bị quan tưởng không vậy? Nơi mà bọn học sinh phải học cực kỳ nghiêm túc mỗi tối và không thể lấy lý do học trực tuyến để trốn bố mẹ chơi điện tử. Và chỉ tồn tại một yếu tố duy nhất giúp bọn học sinh thoát khỏi cảnh học hành khổ cực đó. Mất điện rồi chúng mày ơi, được nghỉ học rồi em ơi. Người Việt Nam chúng ta có một phong tục thế này nè. Mỗi khi cúp điện á, thay vì đi kiểm tra cái cầu chì của nhà mình thì chúng ta sẽ đi coi nhà hàng xóm để coi người ta có cúp điện không. Mà tôi nghĩ như vậy có thông minh chứ bộ. Kiểu như là nhà mình cúp mà nhà nó không cúp, suy ra nhà mình có vấn đề. Nếu như nhà mình cúp mà nhà nó cũng cúp, điều đó có nghĩa là đã tới giờ vui chơi. Đúng rồi đấy. Ngày trước lý do duy nhất để chúng tôi không phải học bài buổi tối đó chính là mất điện. Tao cười vào mặt. Nhà mình á sẽ chuẩn bị sẵn 3 cái đèn dầu và 2 cái đèn pin chỉ để phòng ngừa trong trường hợp này. Các bạn nghĩ rằng là mình không muốn đi chơi mỗi khi cúp điện á? Muốn chứ, nhưng mà không. Lợi à, hãy cầm lấy chiếc đèn gia truyền này và cố gắng học hành lên con. Nếu không thì con của con cũng sẽ phải dùng cái đèn này đấy. Lý do duy nhất để chúng tôi không phải học bài buổi tối đó chính là mất điện. Không có máy nổ, không đèn và quạt tích điện như bây giờ. Nên mỗi khi mất điện, hàng xóm thì quây quần, trẻ con thì đếch phải học bài. Đúng. Tôi thấy cái ngày mất điện nó còn vui hơn cái ngày Tết nữa. Tại vì bình thường á, mọi người sẽ ở trong nhà của mình, bấm điện thoại, xem TV. Các bạn nhớ cái thời mà người hang động làm gì có điện đâu, mà người ta vẫn vui thôi. Nhưng mà nghĩ kỹ thì bị hổ cạp đầu cũng không vui lắm. Đối với tôi, mất điện nó giống như là một lá bài chí mạng quyền lực nhất trong sự nghiệp học tập của tôi thời bấy giờ. Trương Hoàng Long mang bài tập lên cô kiểm tra. Tối qua nhà em mất điện à? Không giờ. Tôi cũng từng dùng cái lá bài cúp điện này với cô giáo nè. Nhưng mà cô giáo của tôi rất là khó ăn nha. Ủa nhà em mất điện chứ có ai mất mạng đâu mà làm gì dữ vậy? Nói chung cô của tôi hồi đó đùa đót lắm. Bây giờ tôi bị lay đó. Khung giờ vàng mà tôi và tất cả bọn trẻ con trong xóm mong muốn mất điện đó chính là 7 giờ tối cho đến 9 giờ tối. Ủa tại sao ta? Tại sao lại vậy? Ồ, tôi nhìn hỏi luôn. Cái thằng này phù thủy à? Vì đó là thời gian học bài. Mất điện sớm quá thì phải ăn cơm tràn mồ hôi. Còn mất điện muộn quá thì nóng đếch thế nào ngủ được. Cái khung giờ từ 7 giờ trở lên là các bạn có biết nó làm gì không? Đó chính là khung giờ của thời sự. Tôi rất thích coi mấy cái anime kiểu Inuyasha gì đó. Cái gì mà anime về con chó đó. Không phải con chó này. Các bạn nghĩ gì vậy? Thì bố tôi nói rằng đợi bố xem xong tập cuối của thời sự thì bố cho con coi nha. Nhưng mà các bạn biết đó, thời sự làm gì có tập cuối. Tôi đã bị dối lừa cả cuộc đời của mình. Các người biết đấy, thì bất kỳ tuổi thơ của đứa trẻ con nào hầu như cũng sẽ có những đứa bạn gọi là bạn từ thời cởi chuồng. Người mà tắm cùng bạn trước cả vợ bạn, người mà ngủ cùng bạn cũng trước cả vợ bạn. Tôi cái gì nước mềm vậy đây? Đây là một kỷ niệm xấu hổ mà tôi không dám nói cho ai cả. Nhưng mà ngày hôm nay, trước mặt của hơn 200 người đang coi video này thì tôi xin kể rằng tôi tè dầm tới năm lớp 5. Rồi, mấy người cười đi hả? Cười đi, tôi ổn mà. Tôi cũng có một đứa bạn từ thời cởi chuồng, đó là thằng Vẹt. Nhà nó ở ngay bên trái nhà tôi và nhà ở bên phải sẽ là nhà của con Mi. Hồi xưa tôi cũng có những đứa bạn y hệt vậy nè, nhưng mà vấn đề ở đây á là tôi đi Sài Gòn quá lâu rồi, hiểu không? Cái tôi về nhà tôi thăm quê, cái tụi nó kiểu chỗ cái thằng này đi ta. Có hai trường hợp. Thứ nhất á là tôi quá đẹp trai tụi nó nhận không ra. Thứ hai là do tôi xấu như chó vậy đó. Buồn à, tại sao với buồn? No, cái gì đây? Mỗi khi mất điện, trong khi đợi anh em khắp xóm tụ họp trước sân, thì tôi sẽ lao ngay đến nhà thằng Vẹt trước và nghịch những thứ ngớ ngẩn cùng nó. Đây là ảnh của tôi và thằng Vẹt ngày xưa này. Có ảnh thiệt luôn kìa các bạn. Vẹt giống kiểu gangster Hồng Kông mà sao long tail lên nhìn nó phèn thiệt sự. Mà chụp ảnh thì tại sao lại nhìn thằng bạn của mình thế này? Tôi coi rất nhiều bộ bạn thời nhỏ rồi nha. Đừng có để bố mày ship. Nhưng bây giờ nó sang Nhật học rồi, với cả tiếng Nhật nó sử dụng đỉnh lắm. Mày học tiếng Nhật là để có công việc tốt hơn. Tôi học tiếng Nhật là để xem anime không cần sub. Hồi đó chưa nhiều đèn tích điện như bây giờ nên mỗi nhà sẽ thắp một vài cây nến. Có rất là nhiều loại nến, nến to trắng khổng lồ, nến đỏ bé xinh xinh. Thế bây giờ có nhiều loại nến thơm với các bạn, đốt vào vừa sáng mà vừa thơm nữa. Còn anh em tôi ngày xưa á là chỉ có những cái nến giống vậy thôi. Mà cái mùi rất kinh khủng các bạn ơi. Nó kiểu như là bắp rang bơ nhưng mà không có bơ vậy đó. Nhưng mà bọn tôi lại thích, giống như là mùi xăng rất là độc hại. Nhưng mà tụi mình vẫn kiểu đây là thiên đường. Năm mười năm sau. Đáng lẽ mình không nên làm vậy. Tôi và thằng Vẹt có thể ngồi ngắm nến và nghịch đốt tam cháy hàng giờ mà không chán. Lần đầu tiên nghịch lửa ở nến ý, thì tôi
Cái động tác gì mà sus quá vậy? Có một trò mình hay chơi nè, đó chính là mình sẽ đốt cho cái nó chảy ra, rồi lúc nó chảy á mình sẽ để tay mình dưới đó để cho nó rớt vào tay của mình. Nani? Tôi đã từng tự hào nghĩ mình có khả năng làm ảo thuật và có gen người lửa. Uầy uầy uầy, mẹ nhìn này. Đỉnh chưa? Không bị bỏng luôn mẹ nhé. Ừ, mày kháng lửa hay đấy. Thế mày có thể kháng được cú tát của tao không? Mày ngu quá mày. Không lâu sau, tất cả bọn trẻ con trong xóm sẽ tập trung lại ở trước sân và cuộc phiêu lưu trong thế giới bóng tối bắt đầu. Stupid time. Stupid time. Nếu như mà tuổi thơ của tôi có thể gom gọn trong hai từ, đó chính là chơi ngu. Giống như là một lần tôi với thằng bạn của tôi chơi trò ném đá coi ai ném chuẩn hơn, và mục tiêu chính là khuôn mặt của nhau. Tôi học lớp 5 là thằng trẻ danh lớn nhất. Mấy đứa nhóc còn lại trong xóm đều từ lớp 3 trở xuống, nên chúng nó cực kỳ là ba phải, thích thú, đồng ý tất cả trò chơi mà tôi đầu têu ra. Hôm nay chơi trốn tìm nhá. Yeah yeah, trốn tìm, trốn tìm. Và tất cả ngóc ngách tối tăm nhất, đáng sợ nhất, bẩn thỉu nhất thì chúng tôi đều trốn rồi. Không như mấy bọn trẻ oắt con trốn theo kiểu tôi không nhìn thấy họ, họ không nhìn thấy tôi. Con nhà mà để mát mông thiệt sự. Đây là thằng Tú, thằng bắt con làm phiền mà tôi và thằng Vẹt ghét nhất. Tôi trốn ở đâu thì nó cũng bắt trước trốn cùng chỗ đó. Trong bất cứ giờ chơi nào nó cũng sẽ luôn có những thế loại ăn bám mọi người. Kể như là thay vì động não để có thể tìm ra một chỗ trốn hợp lý cho mình thì không 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 không. Nó kiểu thằng kia trốn chỗ ngon đấy, bây giờ nó là của tao. Kể như là một cặp Netflix mà 100 đứa dùng vậy đó. Trong đó có tôi. 3 tháng rồi chưa đúng tiền, xin lỗi nha Huy. Mày thằng mất dạy nha. Vì nó có một niềm tin là tôi là thằng lớn nhất thì chắc chắn là thằng khôn và ít thiểu năng nhất. À, cái đó tôi không chắc nha, tại vì tôi thấy mình càng lớn là càng ngu ra các bạn ơi. Một trong những chỗ trốn huyền thoại của tôi ngày trước đó chính là sau cánh cửa. Với logic là thằng chạy đi tím sẽ vội vàng thường chạy bỏ qua. 15, 20, 25. Cho em trốn với. Cút, đây là chỗ của tao, đi ra chỗ khác trốn. Oh no. Rồi, đi vào đây, cấm mày tạo ra tiếng động. 95, 100. Ai chưa xong mặc kệ, mở mắt đi tìm. Và khi thằng Vẹt đi tìm, nó đã không tìm được và đi qua một đoạn. Tôi thở vào nhẹ nhõm tưởng chừng đã thoát rồi. Oh no. Long, Tú. Tôi không biết trong trường hợp này như thế nào, nhưng mà tôi chơi á là nó sẽ có trường hợp thế này nè. Là cái thằng đi trốn nó sẽ thông đồng với cái thằng đi tìm. Mày không được bắt tao, nhưng mà tao sẽ giúp mày bắt những đứa khác. Dứt luôn. Nên là nó sẽ cố tình đi vào những cái nơi mấy thằng kia trốn á và tạo ra tiếng động. Nhìn ngây thơ mới thôi, chứ mà không biết đằng sau mặt nạ nó có gì đâu. Tôi bị bắt đầu tiên và đếch thằng nào tê được, nên phải đi tìm ở ván sau. Bài học rút ra, nếu thằng oắt con nào muốn trốn cùng thì hãy nói với nó một từ. Cút. Mấy thằng nhóc trong sớm nó cũng cái chiêu rất là mất dạy các bạn ơi. Đó chính là chơi không lại, gọi phụ huynh. Nếu như bạn dám làm thằng nhóc đó khóc á, là ngày hôm sau sẽ có hai cặp phụ huynh tới nhà bạn, đó chính là bố mẹ của nó và ông bà ngoại của nó. Mày như mày, mày dám chọc chỗ của tao á, mày phải chọc cái cây vô họng mày đó. Trò chơi thứ hai mà chúng tôi hay chơi hồi đó, tôi không nhớ tên lắm, nhưng nếu không nhầm thì tên là đồ cứu. Một thằng sẽ đi bắt tất cả những đứa còn lại, nếu đứa bị bắt gặp nguy hiểm thì sẽ kêu đồ và nó sẽ an toàn không bị bắt nữa. Nếu tất cả đồ thì sẽ thua, hoặc là nếu bị bắt thì cũng sẽ phải làm luôn. Nên là những đứa chưa đồ thì phải giải cứu cho những đứa đang đồ thì mới có thể chạy tiếp được. Đó là trường hợp mới nhiều bạn được giải cứu, còn không là tụi mày chơi xong chưa. Để chạy nhanh siêu đẳng hơn thì mấy thằng con trai sẽ auto phải biến hình. Phép thuật queen, ít can tiếp. Bọn mày sẽ không bắt được tao đâu. Một từ thôi. What the f. Đầu năm là phải rửa mắt rồi. Như vậy tầm thường, anh em tao chạy kiểu Naruto. Khoa học đã chứng minh rồi, chạy kiểu Naruto là làm giảm tốc độ của bạn, mà còn khiến cho bạn tăng thêm 50% khả năng bị dập mặt. Nhưng mà 100% ngầu. Có một quy luật của trò chơi này, nếu thằng nào mà bị làm kẻ đi bắt thì sẽ phải làm mãi vì đếch bắt được. Và trò chơi chỉ kết thúc khi có tiếng khóc của một thằng nào đó cất lên. Trường hợp 1, cay cú vì mãi đếch bắt được. Đồ cứu. Đồ ngu. Nước mắt anh rơi, trò chơi kết thúc. Tôi chơi là tôi ghét nhất cái thể loại kiểu chơi không lại bắt đầu khóc. Ủa rồi mày muốn tao làm cái gì? Tao có thoải mái mày đâu mà dỗ. Trường hợp 2, bị đồng đội chơi đều. Đồ cứu, đồ cứu, đồ cứu. Bắt được rồi nha. Nó đứng gần, tại sao mày cứu tao? Đồ chơi bẩn. Này thì chỉ còn không biết gì đâu. Các bạn nhìn mặt nó đi, trong lòng nó đang cười đó. Bữa con cháu nó qua nhà tôi, nó phá mô hình Miku 3 triệu của tôi. Cái cặp ở đầu nó bẻ vậy nè. Cô ấy bây giờ ở một nơi tốt đẹp hơn rồi. Tiếng khóc vang lên, đó chính là lúc đổi sang trò chơi khác. Hồi đó, nhà thằng nào thằng đấy cũng có bậc thềm nhà ngoài hiên, nên chúng tôi thường lấy bậc thềm đó làm bờ cho trò chơi con đỉa. Đó là trò thả đỉa 33 ngày ấy, hay hiện đại bây giờ, các người gọi là trò cá sấu lên bờ. Chỉ... Oh, chính là nó! Yes! Luật chơi đơn giản á là bạn lên bờ là con cá sấu, nó không bắt được bạn nữa. Nhưng mà rất là kỳ nha, tại vì hồi bữa tôi ra cái thảo cầm viên mọi người, tôi thấy mấy con cá sấu á, nó không có nào ở dưới nước cả, nó toàn ở trên bờ thôi. Game này không thực tế. Một sao. Để chọn ra đứa nào làm đỉa thì sẽ có hai cách.
U trầm vẹ, nhiều ra ít ở, ít ra nhiều ở. Cái trò này là cái trò khốn nạn nhất tôi từng thấy luôn. Các biết tại sao không? Hồi đó tôi là một đứa trẻ ở trong nhà xước luôn, nên là da tôi rất là trắng. Ngọc Trinh còn phải gọi điện xin tôi bí quyết mà. Tôi để giày hay để giày á? Thì nó có bảo rằng, ôi thằng này đã trắng kìa, nó bị. Cách thứ hai là đọc bài đồng dao và chỉ vào từng đứa theo thứ tự vòng tròn. Nếu từ cuối cùng dừng lại ở đứa nào thì đứa đấy sẽ đảm đỉa. Thả đỉa ba ba chớ bắt đàn bà, phải tội đàn ông cơm trắng như bông, gạo tiền như nước, đổ mắng đổ muối, đổ chỗ hạt tiêu, đổ nhiều nước chè, đổ phải nhà nào nhà đó phải chịu. Thằng vẹt làm đỉa nhá. Khốn nạn. Để tôi giải thích cho bạn hiểu, tổng cộng ở trong cái bài đồng dao này nó sẽ có một cái con số nhất định đúng không? Thì cái thằng mà đếm á, nó có thể tính trước trong đầu và nó sẽ chọn cái thằng nào để bắt đầu, đúng không? Nó sẽ quay một vòng và đúng cái thằng mà nó muốn bị. Này thì bọn trẻ trông trắng lắm, khỉ á, tuổi đen như số tôi vậy đó. Các người nghĩ cả hai cách đều công bằng đúng không? No. Tất cả đã được tính toán sẵn. Bài đồng dao này có tổng 40 chữ và tôi thường xuyên nhầm trong đầu trước và xác định là bắt đầu đếm từ đứa nào thì mình sẽ không phải làm đỉa. Từ trước đến giờ tôi đã lừa dối anh em bí quyết này và đếch bao giờ phải làm đỉa cả. À dạ, ở đây có ba anh em đúng không? À, phải mọi người một cái rút nè, biết phải làm gì rồi chứ. Nên bây giờ, trước sự chứng kiến của hàng ngàn người xem, tôi xin gửi vài lời ăn năn đến anh em hàng xóm ngày trước. Thật sự, anh rất xin lỗi vì đã ăn gian trong những trò chúng ta cùng chơi hồi bé thơ. Nếu có cơ hội quay lại thời đấy, thì chắc chắn anh sẽ vẫn lừa bọn mày thôi. Thật sự thì cũng không bất ngờ lắm. Khuôn mặt y tính thế này cơ mà, làm sao mà lừa ai được, đúng không? Vâng, và đây chính là Reaction Chartering. Nếu mà các bạn thích video này, đừng quên lại cho mình một like, share, subscribe. Và bây giờ